chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Phiên bản giới hạn KTM RC 390R trình làng giới phân khối lớn. Vừa mới đây, KTM đã ra mắt cái phiên bản RC 390R ở thị trường châu Âu. Đi kèm với đó, SSB 300 Grey Kit tùy chọn, công suất lớn hơn, ghế ngồi thao hơn, hệ thống treo WB có thể điều chỉnh và số lượng giới hạn, nên được xem là một cái phiên bản dậy sóng phân khúc Sportline 300 phân khối. KTM sẽ cung cấp một cái bộ kit thích hợp hơn cho cái dòng xe đua này, và cái bộ SSB 300 Racer Kit có hơn là 230 bộ phận riêng biệt phù hợp với cái dòng RC 390R, có thể hô biến chiếc xe trở thành một cỗ máy đua tốc độ cao. Trong đó có thể kể đến ống xả tải nhiệt Titanium Alloy, một cái bộ điều khiển động cơ EQ, bộ đi hợp chống trượt STM, sang xuống nhanh Quick Shift, làm mát động cơ tốt hơn. Ngoài ra KTM sẽ sản xuất đúng 50 bộ dụng cụ kit một năm và cũng có thể trang bị cho chiếc RC 390 thông thường. KTM RC 390R chỉ được sản xuất giới hạn là 500 chiếc và hãng KTM cũng cho biết chiếc xe này sẵn sàng cho những cuộc đua Super Sport 300 và trên thực tế chiếc xe đã thu hút rất nhiều sự chú ý của rất nhiều khách hàng. Thương hiệu xe mô tô nước Áo đã được trang bị cho chiếc xe một loạt những tính năng cao cấp, sử dụng như là mức độ cực đoan, gồm như là hệ thống treo WB điều chỉnh đầy đủ, monoshock ở sau có thể điều chỉnh nhiều mức độ, tương tự một chiếc xe đua thực thụ. KTM RC 390R có mức giá bán 8.500 euro, tương đương là 240 triệu đồng Việt Nam. Nếu bổ sung thêm cái bộ SSB 300 Racer Kit thì cái chiếc RC 390R sẽ bị đổi giá lên thành 11.000 euro, tương đương là 310 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tiếp, nhớ like, share, subscribe.